Xin chào, đây là Cam Trading. Lời nói đầu tiên, mình muốn cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ chúng mình trong thời gian qua. Bây giờ, chúng ta sẽ đi thẳng vào nội dung của video này. Let's go! Trong nội dung của video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 phần. Phần đầu tiên sẽ là Torsup. Phần tiếp theo sẽ là CRT. Thì trong CRT, chúng ta sẽ chia nhỏ nó thành 3 mục. Mục đầu tiên sẽ là định nghĩa về CRT. Tiếp theo sẽ là lưu ý. Và cuối cùng sẽ là cách xác định và ví dụ. Phần cuối cùng của video thì chúng ta sẽ nói về tổng kết nội dung của video này để cho anh em hình dung lại tất cả những gì mà chúng ta học từ đầu video đến cuối video. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên của nội dung video này. Torsup. Thì Torsup là gì? Torsup chính là fail breakout. Nói một cách nôm na, ám chỉ đây là một hành động phá vỡ giá. Nói một cách cơ học, từ góc nhìn của các nhà tạo lập thị trường, đó là hành động đẩy giá lên trên một đỉnh cũ hoặc đẩy giá xuống dưới một đáy cũ với mục tiêu lấp đầy các lệnh lớn và di chuyển giá. Và để các thị trường này được kiểm soát và di chuyển, bạn cần phải có các fail breakout và fail breakdown. Thì bây giờ tôi có một cái ví dụ về bearish Torsup. Ở đây tôi có cái O2. Anh em nhìn thấy nè. Cái O2 này giá giảm xuống. Thì ở cái O2 này nó sẽ có hai nhóm bị bẫy. Nhóm đầu tiên là nhóm trader bán khống ở trên mức O2 này. Và họ bán, có thể là họ bán sớm ở những cái chỗ này, đâu đây, hoặc là họ bán theo kiểu FOMO, hoặc là bán theo kiểu là break một cái lô nào đó, họ sẽ bán, họ sẽ sell stop ở bên dưới đó. Thì những cái nhóm người này họ sẽ đặt stop loss ở đâu? Có phải là ở bên trên cái O2 này không? Nhóm tiếp theo là sẽ có một nhóm đồng thời xem cái O2 này chính là một cái resistance. Họ sẽ đặt những cái lệnh buy stop ở phía trên cái O2 này, cái đỉnh cũ này. Khi mà giá nó break khỏi cái O2 thì lúc này nó sẽ khớp những cái lệnh buy stop của retail ở trên thị trường. Thì đây là một cái chiến lược bứt phá cổ điển rất phổ biến. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như hai nhóm này loại khỏi thị trường? Thì lúc này động thái thật sự sẽ xảy ra. Giá đâm qua đỉnh cũ. Khi mà nó đâm qua đỉnh cũ thì những cái người sell, những cái người bán, họ sẽ bị đá khỏi thị trường. Và những cái người buy stop, họ sẽ khớp lệnh. Lúc này những cái người buy, họ sẽ bị ép trở thành liquidity để ghép nối những cái lệnh bán các tổ chức của các nhà tạo lập thị trường. Thì động thái thật sự, cái hướng thật sự mà thị trường muốn di chuyển, nó sẽ xảy ra. Ok, thì đây là một ví dụ trên biểu đồ nến. Đây là O2. Thì sẽ có những người FOMO sell, hoặc là những người sell khi mà giá break cái low ở bên dưới. Thì những cái lệnh stop loss của họ sẽ đặt ở bên trên này. Khi mà giá đẩy lên thì những cái người sell đá ra khỏi thị trường. Đồng thời thì những cái người xem cái O2 này là resistance, họ sẽ đặt những cái lệnh buy stop ở bên trên này. Thì khi mà giá break qua khỏi hay là đâm qua khỏi thôi, thì những cái người buy stop sẽ khớp lệnh. Thì lúc này những cái lệnh buy của retail nó sẽ được ghép nối vào những cái lệnh bán của tổ chức các nhà tạo lập thị trường. Bắt đầu giá sẽ đảo chiều đi theo cái hướng thật sự mà thị trường muốn đi. Well, chúng ta vừa tìm hiểu xong bearish Torsup. Bây giờ ta sẽ chuyển qua bullish Torsup. Thì bullish Torsup nó ngược lại với bearish Torsup. Ở cái ví dụ này tôi cũng có một cái mức âu lô. Ở cái âu lô này sẽ có hai nhóm bị bẫy. Nhóm đầu tiên là nhóm những ai mà buy ở cái âu lô này, họ sẽ kiếm được lợi nhuận khi mà giá tăng lên, right? Vậy thì khi mà họ buy thì họ sẽ đặt những stop loss ở bên dưới cái âu lô này. Đồng thời
sẽ có một nhóm xem cái mức Olo này là một cái mức support, cái mức hỗ trợ. Nếu như mà giá breakdown cái mức hỗ trợ này, cái vùng hỗ trợ này, thì cái động thái của thị trường nó sẽ thay đổi. Họ sẽ đặt những cái lệnh sell stop ở bên dưới cái mức hỗ trợ, hay nói cách khác là bên dưới cái Olo này. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi mà cả hai nhóm này bị loại khỏi thị trường? Lúc này cái động thái, cái mua thật sự nó sẽ diễn ra khi mà giá breakdown cái Olo, những người buy trước đó bị đá ra khỏi thị trường. Đồng thời lúc này những người mà họ sell stop ở bên dưới cái mức hỗ trợ, họ bị ép trở thành thanh khoản để ghép nối các lệnh buy của tổ chức hoặc là ngân hàng tạo lập thị trường. Cũng giống với bearish to sup thì ở bullish to sup, tôi cũng chuẩn bị một cái ví dụ trên biểu đồ nến. Các nhà tạo lập thị trường market maker khi mà họ muốn buy, họ muốn mua vào, thì cái việc đầu tiên họ cần làm đó là loại bỏ phe buy ra khỏi thị trường. Hay nói cách khác là những người buy ở đây ép những người này bắt buộc phải ra khỏi thị trường. Vậy thì ép bằng cách nào? Sẽ có hai cách. Cách một đó là họ sẽ đạt take profit thì họ sẽ out khỏi thị trường. Cách thứ hai là ép buộc họ phải out bằng cách là đẩy giá đến những cái nơi họ đặt stop loss. Thì lúc này những cái người buy ở cái Olo này có phải là họ sẽ đặt stop loss loanh quanh ở bên dưới này đúng không? Anh em phải hiểu một cái điều, đó là market maker có rất nhiều tiền. Để mà cái order của họ được khớp thì bắt buộc phải có thanh khoản. Vậy thì họ muốn mua thì họ cần phải có người bán. Lúc này cái nhóm thứ hai, cái nhóm mà những người xem cái Olo này là một cái mức support, họ sẽ sell stop ở bên dưới này, thì những cái người bán này sẽ bị ép buộc trở thành thanh khoản ghép nối với các lệnh buy của market maker. Cái động thái mà giá giảm xuống, break quét qua cái mức support ở bên dưới, cái Olo bên dưới, thì nhóm những người mà buy bắt buộc bị ép ra khỏi thị trường. Và lúc này những người sell stop ở bên dưới cái mức hỗ trợ đó, họ bị biến thành thanh khoản cho market maker. Và sau đó hướng đi thật sự của giá sẽ xuất hiện, đó chính là hướng tăng. Đó là lý do tại sao mà khi mà giá lấy đủ thanh khoản, anh em sẽ thấy là động thái thật sự sẽ xảy ra và giá nó sẽ mua rất nhanh. Đây là toàn bộ nội dung và giải thích liên quan về Trosup. Tôi đã cố gắng giải thích chi tiết và kỹ nhất có thể. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo, đó là CRT.